Vào khoảng 10 giờ hôm nay 28 tháng 5, xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại kiosk kinh doanh đồ ăn uống ở thôn Thái Mông, xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn, khiến một cháu gái 15 tuổi tử vong, một cháu bị thương nặng. Kiosk kinh doanh ăn uống bị cháy của chị Bùi Thị Hoa. Khi xảy ra cháy, tại kiosk có 5 người, gồm chị Hoa, em gái, người làm thuê và hai con của chị Hoa, một cháu sinh năm 2009 và một cháu sinh năm 2013. Ba người gồm chị Hoa, em gái và người làm thuê kịp thoát ra ngoài, còn hai con của chị Hoa bị mắc kẹt, sau đó được người dân và lực lượng chữa cháy tại chỗ cứu ra ngoài, đưa đến trung tâm y tế để cấp cứu. Tuy nhiên, một cháu sinh năm 2009 đã tử vong tại bệnh viện, cháu còn lại bị thương nặng. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh điều động phương tiện và lực lượng đến hiện trường cùng đội Phòng cháy chữa cháy của Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện lực Jack Hải Dương chữa cháy và cứu nạn. Đến 10 giờ 45 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Theo đánh giá xác định ban đầu, nguyên nhân cháy là do rò rỉ khí ga ở khu vực bếp đã dẫn đến cháy.